Đại Thanh gửi lời chào tới các bác nha. Trong clip này em sẽ lên quay giới thiệu cho anh em về một đôi loa rất là hiếm, rất là chất lượng của Mango. Mango đời HI Pro nhé. Một đôi loa đến từ thương hiệu của Đài Loan. Đời cao lên là cái logo của nó thiết kế như này này anh em này. Đó. Đây là một đôi loa 340. Rất là bự luôn. Ở đây thì em sẽ đo kích thước cho anh em quan sát nhé. Đầu tiên là chiều sâu này, 50 nhé anh em nhé. Chiều ngang của nó là 45, là ngang to đấy. Còn ngang bé của nó là 30. Sâu 50 này, ngang 45 này, và ngang là 30. Đấy, tức là điểm thấp này và điểm to này. Rồi, em đo tiếp cho anh em về chiều cao. Chiều cao của con này lên đến 70. Một cái kích thước phải nói là rất là đại bác, rất là gấu mèo, rất là bự luôn. Đấy, một cái thước rất là to. Con loa 340 này có công suất rất là mạnh nha các bác nha. Đấy, thiết kế rất là đẹp, cân đối. Thông hơi là phía sau, phía trước nha. Mã của em nó là E150. Đấy. Và con này nó đánh là công suất 580W luôn, rất khỏe. 100dB độ nhạy, trở kháng 8 ohm. Và nó đánh từ 35 cho đến 20k, đánh rất sâu, tiếng bass con này cực kỳ là ấn tượng luôn. Hai jack kết nối in out đều thông nhau hết nha anh em nhé. Anh em đấu 1 cộng 1 trừ. Đấy. Ở đây thì nó có treo ngang này, treo trên và có logo Mango dập mà được xăm ở cái thùng này. Rất là đẹp. Về cơ bản thì con này còn khá là mới. Rồi, thông hơi phía trước, phần tần của Mango này. Phần tần này của nó là có hai cuộn cảm này, hai chở và một tụ, một con trống tẹt tép. Rất là đơn giản đây thôi. Đấy, thông hơi phía trước, thùng rất là thơm, không biết gỗ gì nhưng thơm lắm. Đấy, còn đây là con chép của nó này. Con chép này của nó là một con chép bự nha anh em nhé. Mã của nó là E150HF. Con chép này là côn 72. Rất là to. Đấy, anh em nhìn này, sắt từ còn rất là mới, đẹp. Độ mới của cái đôi loa này thì rất là ấn tượng luôn về độ mới. Phễu kèo, phễu kèn nhựa rất đẹp. Đấy. Rồi, em sẽ đi quay cái bát của nó cho anh em xem. Cái bát loa thì em để góc bên này. Ở đây là bát của loa, bát 40, gân vải tẩm dầu phủ keo. Đấy, và màng của này màng giấy và có sóng nha anh em nha, để tăng cái độ chịu đòn. Vì đây là một đôi loa 340. Đấy, nó rất quan trọng cái độ chịu đòn và có rất mới nha anh em nhé. Rồi, ở đây là phần nhện của loa. Nhện rất dài. Nhện của rất là dài. Cái Mango này rất là đẹp. Với cơ bản thì đây là một đôi 340, có tiếng rất là hay và thương hiệu rất là lớn. Và đặc biệt chia sẻ với anh em về giá của con này cực kỳ hợp lý cho anh em chơi ở phân khúc gia đình, và anh em là phòng hát cho nhau nghe hoặc phòng karaoke mà chuyên nghiệp thì anh em có thể chơi đôi này với những cái phòng rộng, hoặc là gia đình những anh em mà có phòng khách 30 đấy cho đến 570m2 ấy mà không gian mở, anh em chơi những đôi này nó sẽ đánh rất là hay và sẽ phù hợp với những không gian phòng rộng như các bác nhá. Đấy, và giá của nó cực kỳ hợp lý luôn. Con này em Thanh đang bán chào bán giá rất là hợp lý cho anh em. Đấy, ơi tháng 7 này là giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Và con này em đang bán là 12.500.000. Đấy, đã bao gồm dây giắc tặng kèm. Về vận chuyển thì anh em ở xa thì sẽ cộng thêm phí vận chuyển, còn anh em ở gần sẽ được bao ship. Mọi chi tiết anh em chủ động liên hệ với em Thanh để được hỗ trợ. Đấy, một đôi loa rất đẹp. Đấy, đến từ thương hiệu Mango và cái mã 340 này nó rất là hiếm trên thị trường. Đấy. Em sẽ có những cái clip test riêng về cái chất âm. Đấy. Của bộ này, tiếng nhạc, tiếng hát để chia sẻ với anh em ở những clip sau. Clip này em chỉ quay về ngoại thất nội thất thôi. Đấy, 12.500.000 bao ship, bao dây jack tặng kèm cho anh em. Và bao ship như anh em ở gần, anh em ở xa cộng thêm phí ship. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Số lượng em có 2 đôi thôi.